Công tắc điều khiển 4 thiết bị qua Wi-Fi 5V 220V. Công tắc điều khiển 4 thiết bị là một công tắc điều khiển thông minh cho phép người dùng có thể điều khiển được 4 thiết bị từ xa thông qua ứng dụng Smart Life trên điện thoại ở bất cứ nơi đâu chỉ cần có mạng Wi-Fi 3G hoặc 4G. Với hai nguồn điện áp mà ta có thể cấp vào là AC và DC. Với điện áp AC là từ 90 đến 250V AC. Cùng dùng tải có thể đạt tối đa là 10A. Điện áp này sẽ được cấp qua hai chân domino được ký hiệu rõ ràng. Tiếp theo đó chính là điện áp DC, đó chính là 5V, được cấp qua một giắc cái 5.5mm. Phần ngõ ra của chúng ta sẽ là 4 cổng domino để điều khiển 4 thiết bị độc lập. Ở điện tử DAT sẽ có hai sự lựa chọn cho các bạn. Một là ngõ ra dạng trực tiếp là 220V AC. Và dạng thứ hai là ngõ ra dạng tiếp điểm. Ở loại tiếp điểm này thì chúng ta có thể dùng để điều khiển nhiều loại thiết bị với nhiều nguồn điện áp khác nhau nha các bạn. Và cách sử dụng bộ điều khiển thiết bị của chúng ta sẽ có 3 cách. Một là ta có thể tắt mở on off trực tiếp bằng nút nhấn ở trên mặt. Hai là chúng ta có thể kết nối với bộ điều khiển qua app Smart Life và điều khiển trực tiếp ngay trên app điện thoại. Và cách thứ ba chính là ta có thể kết nối cùng với ứng dụng trợ lý Google với app Smart Life để từ đó ta có thể dùng dòng nó để tắt mở thiết bị một cách vô cùng tiện lợi. Vậy thì còn chần chờ gì mà không thử phải không các bạn? Và để xem được các thông tin chi tiết khác cũng như thông số kỹ thuật, sơ đồ lắp đặt và video hướng dẫn, các bạn có thể truy cập vào đường dẫn ở phần mô tả video hoặc tìm kiếm với mã của sản phẩm. Và đặc biệt các bạn có thể quét mã QR ở bên trên để truy cập dễ dàng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.